Hôm nay là một cái combo cái màu rất là đẹp, cùng màu gỗ luôn. Loa sang loa Rebel Amply Receiver Sansui 8080. Rebel là 120 TA. Đây là cặp loa theo mình đánh giá trong cái phân khúc 30 triệu đổ lại của Rebel mà xài thép titanium thì cặp này hay nhất. Nó hay hơn L100T rất là nhiều nha các bạn. Cặp này là 120 TA, là cái phiên bản nối tiếp của cái sự thành công của những cái dòng L100T, nên chắc chắn là chất âm nó sẽ hay hơn rồi. Sử dụng cho mình một hệ thống 3 loa, một bass 30, một mid và một treble titanium. Cái dòng titanium của con này thì nó cải tiến lên rất là nhiều, 500 nó to hơn và tiếng nó chi tiết ngọt ngào hơn, không có bị chói, không có bị khi chúng ta mở nhạc cụ mà khi cái tiếng những cái tiếng mà cái dãy siêu cao thì nó không có bị chói giống như những cái dòng ML100T. Con này thì chiều cao là 62,2, chiều ngang là 36,2 và chiều sâu là 31, nặng 25 kg. Sử dụng cho mình một hệ thống gồm 3 loa, một bass 30 là 128H1, một mid là 104H và treble titanium 044 TA nha. Công suất 150W trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 90 dB. Hai loa đều cực kỳ đẹp, không có điểm trừ ở cặp loa này, không có điểm trừ nha. Mình thích ở cặp này nữa là cái thiết kế mặt tiền của nó cũng là gỗ lạng luôn, chứ không giống như của các dòng L100 Century hoặc là các dòng 4311, 4312. Lưới đây, lưới rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Cái bộ đội này khi ghép vào chúng ta nghe được nhiều loại nhạc, từ nhạc trữ tình cho đến các loại nhạc vàng, nhạc acoustic và đánh nhạc đen cũng được. Lỗ thông hơi nằm ở phía trước, rất dễ để bố trí. Loa này nó nặng 25,5 kg nha. Phía sau nó có hai nấm cân chỉnh cái dãy trung và dãy cao chỗ gắn dây loa. Tông vách cực kỳ đẹp. Tiếp đến là con Sansui 8080. Con này thị trường khoảng 25 đến 27, nhưng mà mình bán chỉ có 17 triệu 600 ngàn. Mặt tiền cực kỳ đẹp, vỏ gỗ cũng đẹp. Tuy nhiên thì bên trong ruột thì nó mới hơi hơi bị ố cái xương. Lát nữa mình sẽ mở ra quay cho các bạn xem. Các chức năng đều ok, radio hoạt động tốt. Âm ly này có chỉnh bass, mid, treble luôn. Đó, các bạn quan sát coi, rất là đẹp. Như vậy thì các bạn biết con này do bụi nó đóng ở bên trong này nó mới bị, trong cái sườn nó hơi bị cũ thôi, chứ các bạn nhìn bên ngoài thì không có vấn đề gì, cực kỳ đẹp. Các cái giắc cắm này còn rất là ok. Con này thì đa cầu điện nên mình đang để điện 230 cho khỏi sợ bị nhầm, đánh được 3 cặp loa. Chúng ta muốn chuyển điện thì các bạn mở cái nắp hộp hình chữ nhật này ra, nó có cái cầu chuyển, chúng ta rút, chúng ta gắn vào điện 110 hoặc là 220 tùy thích. Bây giờ mở ra các bạn xem bên trong nha. Trước khi mở ra xem bên trong thì mình báo giá đôi loa này. Đôi loa này là 24 triệu 700 ngàn. Còn âm ly hồi nãy mình báo là 19, xin lỗi, 17 triệu 600 nha. 17 triệu 600, còn đôi loa 24 triệu 700. Rồi bây giờ các bạn chờ mình xíu nha, mình tháo ra. Thì đây mình quảng cáo luôn, mình có bán USB ổ cứng chép nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128 GB, 800 ngàn. Còn ổ cứng là 1000 GB, giá 2 triệu. Mình sẽ test nhạc từ USB mình cắm vào TV, phát xuống đầu dây mã nha. Và mình đang về dây loa Mid Terminator 3 này, dây Mỹ. Các bạn thấy cục chống nhiễu rất là to, dây rất là nặng tay, 2,5 m mỗi bên, giá là 1 triệu 2 một bộ. Bây giờ các bạn đã được xem cái phía sau của ba cái cổ loa. Cổ loa bass là 128H1. Nó có ghi cái thời gian sản xuất này, tháng 10, ngày 12 tháng 10 năm 84.
Cũ loa mic 104H và cũ loa tép là 044TE. Các bạn nhìn cái cũ loa tép này rồi các bạn đi so sánh với cái cũ loa của là dòng L7 hoặc là L100T, các bạn thấy cũ nó chỉ bằng khoảng nó bằng cái này thôi. Cái đường kính của cái bàn tròn này, nó nhỏ hơn nhiều, nó chỉ bằng khoảng 2/3 thôi. Đây, bây giờ mình lôi cái tép lan ra. Bây giờ mình để cái bát qua một bên để mình quay cái phân tầng nha. Nên cái bát này rất là nặng nha, cái cũ á. Nặng ghê luôn. Cái phân tầng nó toàn bộ là những cái linh kiện của Mỹ không à. Nhìn cực kỳ ngầu. Nếu các bạn để ý chút thì các bạn sẽ thấy cái dây nè. Cái dây để gắn vào các cái loa nó đều là dây monitor. Đều là dây monitor nha. Đây chỗ này nó có ghi luôn nè. Monitor cable nè. Monitor cable nè. Toàn là dây xịt, toàn là tụ xịt. Không có phải bị thay thế bởi bất kỳ cái tụ nào và mình đều đo hết rồi. Các cái tỷ số đều còn rất là tốt luôn. Chứng tỏ cặp loa này cũng ít được xài. Ở bên đó người ta có nhiều người người ta mua về người ta xài 5-3 lần thôi nên còn rất là mới. Còn những cái xe loa mà xài nhiều quá thì nhìn nó sẽ không được mới như thế này. Rồi bây giờ mình đóng nắp lại và mình test một bản nhạc cho các bạn thưởng thức nha. Chân còn tơ vương thanh tướng
ngày thương thương nhớ bầu trời xanh mưa bay.